Rồi, mà mình đang view con này là con IW Harper. À, cái thương hiệu nó nè. IW Harper. Con này thì hàng made in Japan, con này do thương hiệu Nhật. Và ngoại hình thì nó đẹp như mới luôn, nó đẹp len ken luôn. Đẹp len ken luôn, con này thì bản chạy pin ha. 6 kim. Bản gold luôn, cái gold vàng này nó còn mới rực luôn. Con này dường như con này thì hàng bãi đã qua sử dụng rồi, ngoại hình rất đẹp ha. À, cái size này là 45 nha mọi người, cả cùm luôn là 45 ha. Ừ. Anh em cần mình ướm tay không? Nam thì mình ướm tay đi ha. Ừ. Đó, tay mình nhỏ, tại vì mình cũng nhỏ, mình cao mấy cái 64 thôi, cho nên là người mình nó cũng nhỏ. Rất đẹp ha, ai thích dây da thì lấy như thế này. Rồi, mình xem lại lần nữa ha. Con này chạy pin nha. Đẹp quá, cái nước gold của nó còn rất là mới. Con này số hiệu của nó không có số hiệu. Nó không có số hiệu. Nó có một cái model gì ở dưới đây nè. Không, nó không có số hiệu luôn. Nó chỉ có là gold mezzan thôi ha. Rồi. Rồi. Anh em nào có nhu cầu thích thì gọi cho mình ha. Rồi chào mọi người.